chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Phát hiện chấn động về Nguyễn Phú Trọng là người Trung Quốc và đã nhận tượng Hồ Chí Minh bằng vàng 50kg được Tập Cận Bình tặng nhân chuyến thăm Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả và các bạn, Dư luận trong và ngoài nước cũng như chính trường Việt Nam lại một phen bàn hoàng và trao đảo liên quan đến tổng trọng, biệt danh là người đốt lò vĩ đại. Nhưng mỉa mai thai, chính ông ta lại nhúng chàm, vậy thì ai sẽ đốt ông ta? Trong khi đó một nguồn tin gò rỉ khác cho hay Nguyễn Phú Trọng là người Trung Quốc, gốc Hàng Châu, tỉnh Giang Tô. Thực hư sự kiện gây chấn động dư luận này ra sao? mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay kính thưa quý vị nguyễn phú trọng hai ngày qua như đang ngồi trên đống lửa theo thông tin gò gỉ từ các cận vệ cho phóng viên nước ngoài biết mà chúng tôi thu thập được ông ta giờ đây được ví như đang trong tình trạng họa vô đơn chí sau khi bị ám sát hụt giờ đây nhiều thông tin xấu lại dồn dập ập đến ông ta như các thông tin gò rỉ hai ngày qua tố ông ta không phải là người Việt Nam mà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sinh ra ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Giang Tô. Một bí mật mà thông tin lan truyền cho hay là vừa mới khám phá được. Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết thêm, trong chuyến thăm Trung Quốc vừa rồi tới Trung Quốc sau khi hai tinh Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền lực, tổng trọng người đốt lò đã được Tập Cận Bình tặng cho bức tượng Hồ Chí Minh bằng vàng nặng khoảng 50kg. Rất nhiều người đã bình luận sau thông tin gây chấn động này. Họ đặt nghi vấn. Nguyễn Phú Trọng trước giờ được biết đến như là người đúc lò trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Thực chất là đây là những vụ thanh trừng nội bộ. Vậy khi ông ta là người bị lò đốt thì ai sẽ thi hành điều này để trừng phạt ông ta? Được biết phe của Nguyễn Phú Trọng lập tức phản pháo cho rằng đây là thuyết âm mưu của các thế lực thù địch hoặc là do các quan chức bất mãn tạo ra và bác bỏ mọi thông tin sai lệch. Nhưng nhiều bằng chứng có tính thuyết phục đã được đưa ra để chứng minh cho vấn đề nhạy cảm này. Thưa quý vị, cũng theo các nguồn tin trên, cuối năm ngoái trong điện mừng nhân dịp ông Tập được bầu lại làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đại hội 20. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn sớm được gặp ông Tập để cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước mặc dù hai nước có lịch sử không tin tưởng và tranh chấp lãnh thổ lâu đời bao gồm cả các đảo và vùng biển ở biển đông nhưng hai đảng cộng sản vẫn chính thức thân thiết và chuyến đi lần này hoàn toàn có chủ đích mà các bí mật bên trong đã bị phơi bày việc đưa tin về chuyến thăm thành hiện tượng truyền thông chuyến thông của ông Trọng diễn ra sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ vừa kết thúc đại hội 20 hôm ngày 23 tháng 10 để đưa ông Tập Cận Bình lên làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba củng cố quyền lực của ông Tập hơn nữa với tư cách là lãnh đạo hạt nhân của đảng. Như vậy, ông Trọng sẽ trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông Tập đón tiếp kể từ khi đắc cử Trung Quốc cũng là nước đầu tiên ông Trọng đến thăm và ông Tập cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Trọng đến gặp. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 hồi đầu năm ngoái và khi đó ông Trọng được bầu lên làm nhiệm kỳ thứ ba, Ông Trọng đã không công du nước ngoài kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ý thức hệ của Đại hội 20 vừa qua là gì? Sẽ có nhiều phân tích, bình luận để trả lời câu hỏi này. Nhưng một trong những tư tưởng hàng đầu được nhấn mạnh tại báo cáo chính trị đó là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Ông Tập nhấn mạnh 39 lần khái niệm thời đại mới trong báo cáo, nhắc lại như thế dường như ông muốn đoạn tuyệt với thời đại Đặng Giang Hồ trước đó để chuyển sang thời đại Hoàng đế Tập Cận Bình với Trung Hoa Mộng. Trong khi ấy, từ các thập kỷ kháng chiến kiến quốc trước đây ở Việt Nam ý thức hệ cộng sản hay chiến tranh lạnh tất cả chỉ là những sản phẩm ngoại lai được tuồn vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhưng rồi không gian chính trị ẩm thấp tranh tối tranh sáng có phần còn hoang dã nó bắt rễ và sinh trưởng nhanh chóng nó biến thành một thứ ma túy được bọc bằng cái vỏ triết học và tư tưởng tiến bộ sự thắng cuộc của nó chính là nguyên nhân của mọi thảm kịch của đất nước cho đến hôm nay mặc dầu rất cần viện trợ của Trung Quốc để kháng chiến và xây dựng. Nhờ một phần bản lĩnh của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam thời bấy giờ, Việt Nam vẫn thoát được khá ngoạn mục những cú va đập từ ý thức hệ, cuộc cách mạng văn hóa và cuộc tiến công vào chủ nghĩa xét lại hiện đại. Thông tin tố rằng, Nguyễn Phú Trọng với chuyến đi vừa qua ngoài việc nhập về Việt Nam cái biến tướng của ý thức hệ từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc tư tưởng Tập Cận Bình, thời đại Tập Cận Bình. Ngoài ra còn nhận được món quà đặc biệt do Tập Cận Bình tặng là bức tượng bằng vàng Hồ Chí Minh với trọng lượng chừng 50kg để rồi Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành một tên tay sai ngoan ngoãn cho Tập Cận Bình thao túng và điều khiển. Đối với Trung Quốc, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một trùm tin báo được bầu vào Bộ Chính trị. Hai vị tướng từng tham gia chiến tranh biên giới năm 1979 cũng có chân trong bộ chính trị là các diễn tiến đáng chú ý tại đại hội vừa kết thúc, nguồn tin nhấn mạnh. Việc được bổ nhiệm vào bộ chính trị và ban thường vụ bộ chính trị nói trên càng khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết rằng ưu tiên hàng đầu của chủ tịch Tập Cận Bình là tối đa hóa quyền kiểm soát đối với hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến công du của ông trọng chắc chắn là sự áp đặt từ cả hai phía trước cả đại hội 20 Họp xong thì gắt lại, Việt Nam là bên gửi lời chúc mừng sớm nhất, rồi chủ động công bố tin về chuyến thăm. Đây là động thái ngoại giao đúng lúc vì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều đang cần một sự khuất trương trước bàn dân thiên hạ như thế. Trung Quốc sau đại hội 20 không được thế giới văn minh đánh giá cao, thậm chí nhiều phần còn nhìn nhận nặng nề và tiêu cực. Tuy báo cáo chính trị dường như đã được mềm hóa hơn báo cáo đại hội 19. Tuy nhiên ông Tập vẫn nêu quyết tâm giải phóng Đài Loan, đặc biệt vẫn để lộ tham vọng sẽ thiết kế một trật tự thế giới mới thay trật tự hiện hành. Hà Nội, tung cú sút làm thượng khách của Tập Hoàng đế lập tức được quốc tế quan tâm xem chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đang cần một sô diễn chung để nâng cao hình ảnh. Có thể có một vài thành viên ASEAN khác cũng sẵn sàng xung phong đến chúc mừng ông Tập nhưng việc Trung Quốc bố trí đón Việt Nam đầu tiên là một ưu tiên có tính toán. Trong cán cân khu vực, Trung Quốc không muốn Việt Nam xích gần Mỹ hơn trong những thời gian tới đây, vẫn muốn giữ Hà Nội trong vòng kiềm tỏa. Nếu góp phần giảm bớt số xe cam nhông chở hoa quả thường vẫn bị ứ động trên biên giới Việt Trung mỗi khi bên kia biên giới trở trời khó ở. Hoặc rồi đây, bà con ngư dân Việt Nam được quyền đánh bắt cá trên các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của mình, thì chuyến thăm của ông Trọng thật tức tời. Ngược lại, nếu chuyến thăm lại cột Việt Nam vào cái trật tự ông Tập khẳng định tại Đại hội 20, ông Putin quảng bá tại Hội nghị Thượng đỉnh CECA ở Astana của Kazakhstan, thì chuyến đi của ông Trọng quả là nóng vội, chưa nắm hết thâm ý của bạn vàng. Các nhà đầu tư nước ngoài đang rụt rịch rút khỏi Trung Quốc để vào Việt Nam sẽ phải dừng lại để suy nghĩ nếu Việt Nam đứng trong cộng đồng chung vận mệnh cùng với Trung Quốc và Nga. Trong một diễn biến liên quan, cận cảnh soi chiếu phát hiện 11,48 kg ma túy do 4 tiếp viên Việt Nam Airlines vận chuyển. Số lượng lớn ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các hộp kem đánh răng đựng trong vali chứa đồ của các tiếp viên hàng không. Ngày 17 tháng 3, Tổng cục Hải quan cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Theo đó, ngày 16 tháng 3, tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan cửa khẩu sân ba quốc tế tân sơn nhất thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu vn 10 của hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines từ pháp về việt nam qua đó phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy chi cục hải quan cửa khẩu sân ba quốc tế tân sơn nhất đã chủ trì phối hợp cùng đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, cục điều tra chống buôn lậu phòng 7, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh PC04 kiểm tra hành lý của bốn tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu ngụy trang trong các tuyết kem đánh răng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh, ngoài đồ dùng cá nhân còn có 45 hộp kem đánh răng. Trong 42 hộp kem đánh răng, lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám, trọng lượng khoảng 3.440 gram. Ba hộp còn lại bên trong chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 80 g chất bột màu trắng. Kiểm tra hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Ngoài vali đồ dùng cá nhân, có một vali nhựa màu đen bên trong đựng 11 hộp kem đánh răng. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa nhiều viên nén màu xám, trọng lượng khoảng 780 gram. Kiểm tra hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân, ngoài đồ dùng cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện một vali nhựa màu đen bên trong đựng 55 hộp kem đánh răng. Bên trong 28 hộp được lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.000gam 27 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 2020g chất bột màu trắng kiểm tra hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy lực lượng chức năng cũng phát hiện một vali nhựa màu đen bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.180g 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 940 g chất bột màu trắng. Cơ quan hải quan đã tiến hành lấy mẫu thử nhanh, kết quả cho thấy toàn bộ tan vật đều là ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan hải quan đang phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Một máy bay không người lái Mỹ xuất hiện trên biển đen vào thời điểm nhạy cảm một máy bay do thám không người lái UAV của Mỹ hiện đang hoạt động trên Biển Đen, theo dữ liệu từ Fangada 24, dịch vụ theo dõi chuyến bay. Hãng tin CNN ngày 17 tháng 3 dẫn nguồn Fangada 24 cho biết máy bay RQ-4 Goban Hau được phát hiện bay ở độ cao 15.800m trên khu vực phía nam Biển Đen. Đường bay cho thấy máy bay tiến vào không phận quốc tế trên Biển Đen từ Romania và di chuyển từ hướng Tây sang hướng Đông máy bay hoạt động trong không phận quốc tế ở phía đông nam Guinea và phía tây thành phố ven biển Sochi của Nga. Mỹ hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Trước đó, được hỏi hôm ngày 16 tháng 3 rằng khi nào Mỹ sẽ nối lại hoạt động của các máy bay không người lái sau sự cố UAV MQ-9 Gipper rơi ở Biển Đen hồi đầu tuần. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, tướng Patrick Gider cho biết Tôi sẽ không nói về các nhiệm vụ, tuyến đường, thời gian hoạt động cụ thể. Tôi nghĩ Bộ trưởng Quốc phòng Los Altins đã nói khá rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bay và hoạt động trong không phận quốc tế nơi luật pháp quốc tế cho phép và điều đó bao gồm cả khu vực Biển Đen. RQ-4 Global House là máy bay do thám không người lái, có thể thực hiện các nhiệm vụ tầm cao trong thời gian dài với khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo nó có sải cánh dài 40m và trọng lượng cất cánh tối đa là 14.500 kg. Ngày 16 tháng 3, CNN đưa tin Mỹ đang tiến hành đánh giá các hoạt động của máy bay không người lái trên Biển Đen sau vụ chạm trán hôm ngày 14 tháng 3 giữa máy bay do thám không người lái MQ-9 của nước này với hai máy bay chiến đấu của Nga, khiến chiếc MQ-9 rơi xuống nước. Các quan chức cho biết quân đội Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng đường bay của các UAV để giảm nguy cơ xung đột với Nga, quốc gia giáp Biển Đen. Cũng theo CNN, quân đội Mỹ chưa dừng hoàn toàn các chuyến bay không người lái. Một UAV MQ-9 khác được cho là đã xuất hiện trên Biển Đen ngay sau vụ chạm trán hôm thứ Ba, dường như nhằm khảo sát hiện trường và do thám việc lực lượng Nga tìm kiếm sát máy bay. Trong một diễn biến liên quan, Tòa hình sự quốc tế phát lệnh bắt Tổng thống Putin, Nga nói vô nghĩa. Hôm ngày 17 tháng 3, Tòa hình sự quốc tế ICC đã phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc ông phạm các tội ác chiến tranh tại Ukraine. Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lệnh bắt của Tòa hình sự quốc tế ICC còn có bà Maria Lova Bivlova, ủy viên về quyền trẻ em của Nga với cùng tội danh. Theo ICC, Tổng thống Putin chịu trách nhiệm trực tiếp khi thực hiện hành vi cũng như không kiểm soát hoặc cho phép các cơ quan dân sự và quân sự dưới quyền làm điều này. Phản ứng trước quyết định này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zaharova gọi đây là một hành động vô nghĩa và không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Nga không phải là một bên của quy chế gom về ICC nên chúng tôi không có nghĩa vụ gì với tòa này, bà nói người phát ngôn điện gamlin mitri pesko nói các quyết định của icc là vô hiệu nga không công nhận thẩm quyền icc đây là vấn đề không thể chấp nhận được nga cũng như một số quốc gia khác không công nhận thẩm quyền của tòa án này theo đó bất kỳ quyết định nào thuộc loại này đều vô hiệu hóa đối với nga về mặt pháp luật ông nói quyết định được icc đưa ra sau cuộc điều tra về cáo buộc nga phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người liên quan đến chiến sự Ukraine. Công tố viên ICC Karim Khan mở cuộc điều tra ở Ukraine cách đây một năm. Ông thực hiện các chuyến đi tới Ukraine, nhấn mạnh sẽ xem xét các cáo buộc tội ác đối với trẻ em và việc nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moskva nhiều lần phủ nhận điều này, Nga không công nhận thẩm quyền của ICC do đó chưa rõ cơ quan này sẽ thực hiện lệnh bắt ra sao. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000, song chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC. Nước này rút lại việc ký kết vào năm 2016. Vào thời điểm đó, Nga chịu áp lực quốc tế về việc sắp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, cũng như chiến dịch không kích ở Syria để hỗ trợ tổng thống Bashar al-Assad tiến hành cuộc chiến chống quân nổi dậy. Trong một diễn biến liên quan, Phần Lan từ chối yêu cầu từ Ukraine về việc vận chuyển hành khách ở các vùng giải phóng. Các chuyến tàu cao tốc Elago chạy giữa Helsinki và Petersburg đã bị nhà điều hành đường sắt Phần Lan ngừng dịch vụ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo mạng tin châu Âu Agosti.com, ngày 16 tháng 3, Phần Lan sẽ không thể hỗ trợ 4 trong số các chuyến tàu cao tốc Elago mà Ukraine yêu cầu để vận chuyển người dân giữa các khu vực được giải phóng vì lý do hợp đồng. Trong một cuộc gặp ngắn được văn phòng thủ tướng mô tả là tự phát, giám đốc điều hành ngành đường sắt Ukraine Oleksandr Kamisin đã đề nghị triển khai các chuyến tàu để vận chuyển người đến và đi từ các vùng giải phóng. Bình luận về vấn đề này, Toby Simola, phó chủ tịch của VL Group, công ty đường sắt nhà nước Phần Lan cho biết họ không thể hỗ trợ Ukraine các chuyến tàu và đưa ra quyết định của riêng mình liên quan đến Elago. Các đoàn tàu ELEGO thuộc sở hữu của Kagelin Tren, một công ty do VN Group và công ty đường sắt EGZD của Nga đồng sở hữu.